Sau khi mà hạch toán đầy đủ hóa đơn bán ra rồi thì lúc này đóng lại này. Báo cáo phân tích này. Chọn báo cáo này. Chọn tổng hợp bán hàng này. Chọn kỳ này, cần lấy dữ liệu, chọn tất cả này. Đây là những cái thành phẩm của mình, đúng không? Xuất khẩu ra. Xuất khẩu ra Excel này. Mở file này ra này. Cái bảng file này này, tiện ở đây thì nó mới đang thể hiện doanh thu và chưa cho mình xem giá vốn, đúng không? Thì mình vào cái chỗ mẫu này này. Chọn quản lý mẫu này. Xong rồi chọn mẫu chuẩn nhấn sửa này. Tích vào hiển thị tiền vốn và lãi gộp. Tiền vốn tích là giá vốn 632 đấy. Và lãi Vâng. gộp tức là nó sẽ lấy doanh thu mà trừ đi giá vốn thì nó sẽ ra tiền lãi, đúng không? Áp dụng này. Bây giờ nhìn thấy nó lên tiền vốn lãi gộp chưa? Rồi ạ. Đấy, để sau này mình biết được là mặt hàng nó lãi, mặt hàng nó lỗ. Hiểu không? Vâng. Tiếp theo. Bây giờ mình sẽ xuất cái này ra rồi này. Thì làm theo tỷ lệ như mình vừa nói. Cái này nó ra cho từng mặt hàng rồi, thấy không? Vâng. Đấy, thì bây giờ lấy giá vốn bằng bao nhiêu? Đã 4 bằng 80%. Thì lấy này nhân với 80%. Thì sẽ ra giá vốn. Đấy, và nguyên vật liệu. 60%. 60%. Nhân công 30%. bằng giá vốn nhân 30%. 60 30 là 90. Còn lại là chung. Chi phí chung sẽ bằng giá vốn nhân 10%. Đấy. Thế thôi, đấy là cái cách mà để mình tính ra áng chừng doanh thu và giá vốn. Đấy. Vậy thì bây giờ nguyên vật liệu nó từng này, đúng nhỉ? Thì mình sẽ tính ra được một cái thành phẩm này nó cần những cái nguyên vật liệu gì. Một thứ cơ bột này nó cần những nguyên vật liệu gì. Thì bây giờ mình áng chừng thực tế những cái nguyên vật liệu của nó cần ra đã. Rồi là bao nhiêu. Đấy, xong bắt đầu là mình lấy số lượng đơn giá thì sẽ ra được thành tiền của 1 kg thành phẩm. Rồi bây giờ ví dụ nhá, hữu cơ bột này. Ví dụ thằng hữu cơ bột này đúng không? Để sản xuất ra một thành phẩm hữu cơ bột này thì cần những nguyên vật liệu gì? Loại hữu cơ bột Một cân là nhá, một cân thành phẩm. 1 cân, 1 kg có nghĩa thành là phẩm ấy. ôi 1 kg thành phẩm hữu cơ bột thì thế cần. thì đưa nào chia cho 1.000 chia không phải bé đây Cái này nhá, cái này là 172 cái này là cho 1 tấn đúng không? đó À thế thì bên bạn là có bao giờ bán cân không hay toàn bán tấn thôi? không thì toàn bán tấn thôi Thế thì mình định mức cho 1 tấn. đó Ok được. Rồi thế bây giờ nó cần cái gì nhỉ? Hữu cơ điền vào. Đánh vào đây, đánh vào đây để 720 hữu cơ bột. cơ. Đánh vào đây để hữu cơ. Đây là tên đúng không? Tên nguyên vật liệu, 100 đánh vào đây. nào với chị vậy? Bột hữu cơ Bùn hữu cơ là 720 cân này. 720 kg Rồi. Không, đừng 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 đánh kg để tí bình nhân. lần Rồi. 50 lần lần Trung Quốc đúng không? Bao nhiêu? 50 cái nào mình không có hóa đơn Rồi, tí thay thế sau cứ làm ấy đi. là có đóng 50 đô 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 mít mới là không có này. Một bảy năm năm nặng thì đó là 0,5 kg. Màu dolomit cái gì đó nhỉ, cái cuối là cái gì nhỉ? Rồi, bây giờ nhá, Tao cái này là tên nguyên vật liệu này. chặn Cái động này là tên thành phẩm này. Cái này là số ra lượng nguyên vật lỗ liệu này. trên lại Cái này là đơn giá nguyên vật liệu này. Cái này bóng là thành tiền này. Rồi, bây giờ hữu cơ này.
Mùn hữu Thế cơ lân Fe dolomit và Na. Rồi ok. Tiếp theo đến hữu cơ viên. Hữu cơ viên thì cần những cái gì? Cái đơn giản nguyên vật liệu. Mùn hữu cơ là 1.600. Xem nào, cái Fa. Chị Hương ơi, ơi. Cái phần mà đơn giá nguyên vật liệu này là có cộng chi phí cước xe, cước xiếc các thứ không, hay là chỉ nhập theo đơn giá theo hóa đơn? Đơn giá theo hóa đơn luôn. Ừ. Thế thì phải xem ở trong này. Đơn giá này không xem không lấy đúng được như vậy đâu. Đơn giá là phải lấy ở trong phân hệ kho này này. Vâng. Xong rồi vào cái chỗ báo cáo phân tích này. Chọn sổ chi tiết vật tư hàng hóa này. Chọn kỳ cần xem này. Chọn năm nay luôn. Chọn tất cả này. Nó sẽ ra cái cột đơn giá. Vâng. Lân Trung Quốc này. Lân Trung Quốc giá chưa? Ví dụ như cái này này chị này, nó có nhiều giá khác nhau đúng không? Vâng. Vâng. Nó có nhiều giá khác nhau thì mình lấy giá trung bình. Thì là 2125. Muốn lấy được giá trung bình ấy thì xuất cái bảng này ra trước này. Xuất cái bảng chi tiết vật tư hàng hóa này ra. Tùy mùn hữu cơ đúng không? Đây ạ. Và mùn hữu cơ nhiều giá. Mùn hữu cơ thì sao? Ví dụ như mùn hữu cơ này đi, nó có 1.600, 1.700 đúng không? Thì bây giờ mình insert dòng này ra. Tổng của cái thằng này là bao nhiêu? An bằng này. Tổng đơn giá này là bao nhiêu? 15.100 đúng không? Bây giờ lấy 15.100 cái dòng này là bao nhiêu dòng nhỉ? 9 dòng. Thì lấy bằng 15.100 này mà chia 9. Ra 1.678. Thì lúc đấy mình sẽ lấy là 1.678 điền vào đây. Mùn hữu cơ. 1.678. Đấy, tương tự các cái khác cũng làm như thế. Rồi ạ. Thì tí thành tiền thì cứ lấy số lượng nhân đơn giá thì nó thành tiền. Đồng. Ok chị ơi. Hết chưa? Rồi. Tất cả những cái thành phẩm dưới. Cái này có phải cộng không ạ? À, bây giờ mình sẽ áng chừng cho một cái nhá. Vâng. Áng chừng cho một cái là hữu cơ bột, còn những cái sau tự làm. Thế bây giờ thành tiền đấy là một của 1 tấn đúng không? Thế bây giờ nhân với lại 27 tấn nha nào. Thì ra tổng thành tiền là bao nhiêu? Lấy 1.797 đấy. Mà nhân với lại 27.000 đấy, hay là 27 tấn gì đấy. 48 triệu đúng không? Vâng. 48 triệu mà ở kia mình tính áng chừng nguyên vật liệu là 40 triệu. Thấy không? Vâng. Thế là được rồi. Đấy, nó tầm tầm như thế. Nhưng mà cái này em đang không có hóa đơn này. Cái đấy là không có hóa đơn. Nếu xe nào có thể xuất bằng một cái nào khác không? Hoặc là bỏ đi được không? Bỏ đi được. Thì nó đang dư đây. Đấy, nó vẫn là ra 47 rồi, mà trong khi okay. Được. Tầm đấy. Thế nên là những cái sau ấy cũng tính như thế. Vâng. Xong rồi sao nữa? Xong rồi, nếu mà nó nhìn thấy cái giá mà nó chuẩn ok rồi thì mình đưa nó vào định mức. Vâng, thì là ví lấy dụ như đây là được cái mã hữu cơ bột này đúng rồi đúng không? Vâng. Hữu cơ bột này là giá nó ok rồi này. Được. Thì bây giờ mình vào danh mục này. Vật tư hàng hóa này. Vâng, mình mở cái hữu cơ bột đấy ra này. Đấy, xong rồi sang tab định mức này, chọn định mức. Đây này, định mức này đang định mức sai này, nhiều hơn hay sao đây này.
đúng không? Vâng, vâng, đúng rồi. Đấy, thế nên là phải định mức lại. Đấy, thế thôi. Vâng. Định xong mức bắt lại. đầu làm lệnh sản xuất đúng không? Đúng rồi, xong lập lệnh sản xuất phiếu xuất kho bình thường. Đây, lấy theo đúng cái số lượng này, đến đây thôi. Là được. Đấy nhá. Đấy. Vâng ạ. Còn những cái khác làm từ từ. Còn nếu như là cái phần này này nó ra số tiền nhiều hơn như này rồi nhiều đúng hơn không? 40 triệu đúng không? Vâng. Được, ok. Bởi vì là mình không chắc chắn là những chi phí chung của mình có nhiều. Đúng không? Máy móc thiết bị làm gì bây giờ bạn đã có? Vâng ạ. Ừ. Vâng, cứ để như thế cũng được đúng không chị? À đúng rồi. Bây giờ cái cứ cứ mình cứ tính cái thành phẩm này nó ra cao hơn với cả cái số nguyên vật liệu này là ok hả chị? Ờ, nó ra cao hơn một chút là được. Còn đâu nếu mà mình đây mình tính nguyên vật liệu là 40 nhưng mà mình tính cái nguyên vật liệu mà định mức ở đây này nó ra khoảng được. Tầm 60 hoặc là 68 70 chẳng hạn ấy thì không được. Thì mình lại phải chỉnh cái này. Ừ, nó chỉ cao hơn một chút thôi nhá, không được cao quá nhiều như thế đâu. Vâng, thế trường hợp nó thấp hơn. Thấp hơn thì có thể cho thêm. Vâng. Ừ. Thấp hơn thì mình cho những cái này thêm lên. Ờ, bởi vì là cái giá này là mình đang tính áng chừng thôi chứ không phải là cái giá chuẩn của nó được đâu. Chuẩn thì phải khi mà mình định mức xuất vật tư sau xong rồi tính giá thành lên báo cáo tổng hợp tất cả chi phí ấy thì nó mới ra được cái giá chuẩn. Thì lúc đấy mình xem nào nó có ổn hay không thì điều chỉnh sau, còn nếu ổn thì thôi. Hiểu chưa? Thế cái đấy thì là đến tận cuối năm mới làm à? Chưa, làm cuối quý. Nhưng mà trước mắt là làm áng chừng nó ra được như thế này đã. Rồi mình sẽ chỉ tiếp nếu như mà nó để đến bước tính giá thành ấy. Biết được làm như thế rồi đến cuối quý nó cũng đúng, mình điều chỉnh lại. Điều chỉnh lại mức, lại xóa lại định lệnh sản xuất, xóa phiếu xuất kho. Thế nhưng mà lúc đấy mình đã đang xuất cho người ta giá đấy rồi cơ. À, giá bán thì vẫn xuất bình thường. Vâng. Giá bán thì cứ xuất đi, không ảnh hưởng gì. Đang nói vâng. Nhiều về chi phí mà, còn giá bán thì xuất giá nào cũng được. Nhưng mà miễn sao lần trước với lần sau nó xuất không được chênh lệch quá nhiều. Vâng. Như mà vừa nãy mình nói đây. Vâng. Ừ. Ok chị. Thế rồi ok. Để em làm nốt những cái vật liệu còn lại. Đấy cứ thế làm thôi nhá. Vâng, để em làm cái vật liệu còn lại. Bây giờ bọn em xong cái phần này rồi. Ừ. Bây giờ đây này, nó có một số cái mà em ghi đây này. Ừ. Ví dụ nhá. Bây giờ cái phần này hai nó ra 2 tỷ tư à. Tổng doanh thu của nó có 561 triệu mà sao cái đấy nhân ra thế nào thành 2 tỷ tư? Đâu không chị ạ. Rồi. Đây nhá, ví dụ như là cái này giá nó cao hơn một xíu so với cả cái nguyên vật liệu thế này. Thì đã ok rồi đúng không? Ừ, được. Cái này nó sẽ cao hơn cái nguyên vật liệu. À đây, bây giờ nó đang thấp hơn rồi này. Cao. Giá 4. Ờ, nguyên vật liệu. Rồi. Cái này này, nó nào, cao nào, hơn. Đây cái hữu cơ bột này, cái này nó là cao hơn rồi. Cao hơn vâng, thì đấy. Bớt xuống. Bớt định mức xuống. Nếu cao hơn. Ờ. Cao hơn thì bớt bội định mức xuống. Nếu cao hơn thì bớt. Nào, khoan nhá. Cái mảng định mức này là định mức chuẩn đúng không? Mà chẳng qua là mình làm lần đầu thì mình mới vào cái chỗ định mức để mình sửa được. Hiểu không? Còn nếu như mà cái này là mình làm quý 3 nhưng mà quý 4 mình áng chừng ấy nó vẫn cao, nó cao hơn như thế này thì mình không được sửa ở cái định mức ở chỗ này đâu. Không được vào đây để mà sửa định mức đâu. Hiểu không? Mà mình phải vào lúc mà mình lập lệnh sản xuất này. Mình biết mình nháp ra là thấy nó đang cao hơn đúng không? Thì lúc đấy mình sửa nó ở cái số lượng ở đây này. Ví dụ mình không để là 900 nữa mà mình để là 700. Vâng. Đấy. Có nghĩa là cái định mức mình sẽ cho chỉ là cái lúc ban đầu tiên thôi đúng không? Đúng rồi. Gọi là cái là có để sau này mình in ra để quyết toán với thuế. Còn từ những lần sau ấy mà mình tính ra mà nó lớn hơn, nhiều hơn là mình phải chỉnh ở trong cái phần số lượng lúc mà mình lập lệnh. Không được chỉnh ở trong cái phần mã thành phẩm chỗ định mức ở chỗ thành phẩm đâu nhá. Nên là lưu ý cách sửa là được. Vâng. Vâng. Không được sửa ở trong cái phần định mức này. Đây vâng. Mình không được sửa ở đây. Nghĩa là cái định mức này nó sẽ là chỉ là cái lần đầu tiên. Đầu tiên, đúng rồi. Còn vâng. Từ lần sau mà muốn thay đổi thì vào kho lúc mà mình lập lệnh sản xuất. Vâng.
Vâng. Đấy thì mình sửa nó ở trong cái phần số lượng của một đơn vị sản phẩm này này. Đấy mình sửa ở đây thì tự nó tính ra cho mình thôi, hiểu không? Vâng. Đấy, hiểu chưa? Vâng. Rồi. Ok. Rồi thế bây giờ mình mới làm đầu tiên thì mình đang áng chừng là cái nào đang nhiều. Cái thằng này nhiều thì bớt định mức xuống. Hương ơi, cái này này. Cái phần mà vừa mình đang làm này này, cái tổng này này sẽ chỉ so với cái nguyên vật liệu này thôi đúng không? Đương nhiên. Còn hai cái bên này thì mình không để ý đến đúng không? Còn cái kali kia kìa, nó đang thiếu đúng không? Nó thiếu thì xem có cái kali nào khác để thay thế không? Không có chị ạ. Không có thì khi mà lập lệnh sản xuất ấy. Khi mà lập lệnh sản xuất nhá. Nếu như mà nó không có. Vâng. Ví dụ như là cái nào có kali nhỉ? Cái... Đấy, cái đấy. À, ví dụ như cái này sao cứ chưa có định mức à? Chưa chưa. À, rồi ví dụ đi, ví dụ như cái này có kali đi. Hiểu không? Nếu mà mình không có đủ thì mình nhấn chuột phải, mình xóa dòng kali ấy đi là được. Có nghĩa là trong khi mà làm lệnh sản xuất, ừ, ta có thể thêm bớt vì ý. Đúng không rồi. Cần phải vào cái định mức. Đúng rồi. Cố định đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác. Hiểu chưa? Vâng. Đấy là cái cách mà mình điều chỉnh thôi. Còn bây giờ mới đầu thì là mình cứ cho vào. Ờ, bây giờ mới đầu thì mình cứ cho vào đi. Vâng ạ. Nhưng mà bây giờ đang cho vào cũng đã đang thừa rồi. Đâu, cái này à? Cái này đang thừa à? Vâng. 39 triệu. Mà nó đang có 25 triệu thôi. Ờ, thừa thì bớt giảm định mức xuống. Giảm cái kali xuống đúng không? Giảm kali rồi đây giảm kali các cái khác xuống. Đủ. Vâng. Chưa, nếu mà giảm các cái khác thì bao bì phải giảm chưa? Không. Không. Ai giảm bao bì? Mức nguyên liệu trong cái trường hợp này sao lanh mấy đô này mình có thể bỏ, ví dụ mình không có hóa đơn mình có thể bỏ cái này, em hiểu chưa? Đúng rồi. Bao bì, bao bì, bao bì. Bao bì thì cái nào mà chả cần bao bì mình sao bỏ bao bì được? Ý Yến hỏi là nếu như mà mình cho định mức xuống thì là bao bì cũng em giảm. Không, em đang hỏi vấn đề nhá. Khi mà sản xuất bảo là sản xuất ra 1 tấn thì hết 40 cái bao bì đúng không? Đúng rồi. Thế nhưng trong cái định mức của mình không đủ đến cộng tất cả các mã nguyên liệu vật liệu vào nó không đủ. Cái đấy nó không phải là cái đấy nó không quan trọng nhá. Tổng cái nguyên vật liệu này đâu có phải cộng vào mà để đúng 1 tấn đâu. Đâu, chị ơi, cái này là chuẩn đấy chị ạ. Không. 1 tấn đấy. Ý em nói là bắt buộc nó phải chuẩn 1 tấn ấy. Định mức ấy. Bình thường định mức của bọn em làm ra thì phải thì là bình thường là sẽ chuẩn 1 tấn để không phải là tự dưng, không phải tự dưng bọn em có cái số lượng này đâu. Rồi mà rồi. Nó đều dựa trên là một cái ví dụ như cộng tất cả cái này vào là nó bằng 960. Đúng rồi, đúng rồi, trên thực tế là biết là thế, nhưng mà làm thuế ấy vâng. Thì mình không cần phải đúng làm chuẩn như thế đâu. Rồi vâng, vâng. Hiểu không? Vâng, thế để làm thuế không cần đâu. Bởi vì vâng. Nó có sự hao hụt mà. Vâng, vâng. Nhá. Đó thì nó vâng, chỉ có vâng. Hai cái cách sửa như thế thôi. Còn cái nào có thuế hay không có thuế thì cứ cộng vào với lại giá trị của nó là được. Cái thuế này thì em tưởng tiền tổng cuối cùng nó vẫn là ra nó có giá thuế rồi. Cái đơn giá đây. Thế nào? À. Đâu như nào? Đây ví dụ là chỉ có thuế đúng không? Ừ. Một cái đạm beta này này. Giá 4.900 này là cộng cả thuế vào rồi chứ hả? Chưa, đơn giá đấy là giá chưa thuế chứ nhỉ? Trong quá trình mình hạch toán mình có cộng không? Đây từ chị. Cái này nó không có ấy hả chị? Cái này nó không nó không có lên thêm tên này. Cái này nó không thể hiện thuế mà phải tích thẳng vào cái chứng từ ở trên Misa ấy. Đúng rồi. Đây. Đóng rồi đấy này. Đây đây ví dụ. No. Ví dụ như là cái nào có thuế nhỉ? Vào kho này. Kho này. Rồi, vừa nãy ghi chú ra cái nào có thuế ở bên cạnh đây này. SA này. SA đúng không? Bây giờ mình vào cái thằng SA. Đây, ví dụ như cái thằng này đi. Đây, cái này mình có cộng cả thuế rồi hay sao ấy? Nên là không, không thấy cái này thuế có thuế rồi. Cái này không có thuế chị ơi. Đây để em mở cho cái có thuế đó. Đó, có hai cái SA thôi. Rồi A3. Có rồi. Đại loại này em không nhớ lắm. Đây, cái này có thuế. Đây, cái này có thuế này chị này. À, thực ra nó chỉnh lệch cũng không nhiều đâu. Rồi, bây giờ nếu mà mình hạch toán thế này thì mình cộng để mà chắc chắn thì mình cộng luôn tiền thuế vào cũng được.
cộng luôn tiền thuế vào cái này là giá trị luôn. Vâng. Thế cái giá trị nhập này nó lại không có thuế này, đúng không? Không, nếu mà khi mà mình cộng cái này vào ấy, cộng cái này vào giá trị này thì là lúc đấy là giá trị đó đã bao gồm thuế luôn rồi đấy. Nếu mà mình hạch toán là mình cộng cái này vào, hiểu không? Vâng, em hiểu rồi, nhưng mà lấy cái giá trị này này, đây cái giá trị cuối cùng này nó là 17.562.000 đúng không? Đúng. Thì ở bên này nó đâu có... Thì cái này mình phải điền vào cái chỗ đấy, giá trị đấy là 17 triệu. Thì tí nữa mình tính giá xuất kho phần mềm nó tự chia ra cho đơn giá luôn. Mà giá trị này là giá trị đã bao gồm thuế nếu như mà mình hạch toán trong chứng từ. Không, đây này chị này, ví dụ như cái nó này, cái giá này là giá chưa thuế này chị này. Đây nhá, 16.726 nhá. Thế bây giờ hạch toán như nào? Nhưng mà đây nhá, như cái chứng này của em đúng không? Từ này của em nhá, thể hiện nó là 17.562.000 là tổng thanh toán là cả tiền thuế đúng không? Đúng. Vâng. Thế nhưng mà ở trên cái chỗ này thì nó chỉ thể hiện giá trị là 16 triệu thôi này. Là bây giờ đây chị hướng dẫn em luôn đi. Đến rửa. Điền cái số thành tiền là 17.562.510 vào. Bỏ thuế đi là được. Ui giời, đơn giản. Thành tiền này sẽ là 17.562.510, 17.562.510. Đúng rồi. Bỏ đúng thuế đi. Sang thuế bỏ nó đi. Được. Ừ. Nhưng mà trên hóa đơn nó có thể mà lại cứ như này cũng được. Thế thôi, nhưng cất. Thế bây giờ bên bạn có được khấu trừ thuế không? Đầu ra không chịu thuế mà đầu vào có thuế thì chắc chắn 100% là không được khấu trừ thuế. Thì thay vì thế mình cộng luôn nó vào chi phí đi để nó được giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Thế cái lúc mà người ta kiểm tra... Người ta kiểm tra tổng tiền này nó bằng tổng tiền trên hóa đơn là được. Tổng tiền ở trên hóa đơn của nó là 17.562.000 mà mình hạch toán tổng tiền mới có 16 triệu thì như vậy mình mới là hạch toán sai. Thế có nghĩa là hóa đơn của mình chịu thuế, nó ghi thuế cho mình nhưng mình không cần biết. Mình vẫn phải vào tổng tiền dưới cùng ấy. Đúng rồi, chính xác. Bởi vì bây giờ tách thuế ra thì không được ghi nhận vào chi phí. Mà cũng không được khấu trừ thuế. Thế thì là từ bây giờ tất cả các hóa đơn mà có thuế em sẽ không quan tâm đến cái thuế nữa đúng không? Mà đúng em rồi. Sẽ ghi cái giá trị cuối cùng của nó đúng thôi. Đúng rồi, thống nhất là cộng vào tiền thuế vào giá trị tiền hàng. Không tách ra nữa. Bởi vì bây giờ tách ra thì cuối cùng cũng phải làm thêm một bước nợ cho 642 có 133. Đấy, để cho nó hết 133 vì mình cũng không được khấu trừ. Thay vì đó mình cho nó vào cái giá trị của cái nguyên vật liệu này để nó ghi nhận vào giá vốn, mình khỏi phải hạch toán vào 642 nữa. Giá vốn là 632 thì nó cũng là chi phí, 642 nó cũng là chi phí. Nhưng mà mình cộng luôn vào giá trị của hàng hóa để mình tính ra cái đơn giá của nguyên vật liệu cho nó chính xác. Thế thôi. Thế thì bây giờ em sẽ sửa hết tất cả các hóa đơn mà có thuế cộng vào giá trị tiền hàng luôn. Tiền này luôn đúng rồi. Và cái phần chỗ cái hóa đơn này thì em vẫn điền số hóa đơn bình thường. Cái phần hóa đơn này em vẫn đánh số hóa đơn với ngày hóa đơn đúng, này. Đúng rồi. Còn cái thuế kệ nó đúng không? Đúng rồi. Vâng, ok chị. Ok, thế để giờ em sửa luôn cái đấy. Sửa cái đấy thì tí hàng cái đơn giá của vật tư ấy nó sẽ ra là đơn giá đã bao gồm thuế nếu như cái nào nó có thuế. Đấy, lúc đấy mình tự cân đối làm sao với vật tư mà vâng. Mình đang định mức này này. Nếu mà nó tính giá trị của nó nhiều thì giảm bớt định mức xuống. Đúng rồi. Giảm xong rồi thì vào phần thành phẩm để đưa ra cái để lập cái định mức. Rồi từ đó lập lệnh sản xuất, lập phiếu xuất kho nguyên vật liệu và nhập kho thành phẩm. Thế rồi. Rồi ạ. Cái nào rồi. Mà đang chi phí đang nhiều hơn so với chi phí nguyên vật liệu mình đang tạm tính thì giảm bớt cái số lượng nguyên vật liệu xuống. Vâng ạ. Còn cái nào mà nó vừa đủ nguyên vật liệu rồi nhưng vừa đủ nguyên vật liệu rồi nhưng mà cái nguyên vật liệu này lúc có lúc không thì có thể thay thế bằng nguyên vật liệu nào mà đang có số lượng tồn nhiều hơn. Rồi, đấy. Em hiểu rồi. Cái phần này thì nó sẽ cần nhiều hơn cái này khoảng 1-2 triệu thì là ok đúng không? Đúng rồi. Không để nhiều quá đúng không? Đúng. Và hoặc là bằng hoặc là chỉ 100-200 nghìn cũng được đúng không? Rồi. Cứ bằng hoặc hơn 1-2 triệu. Đúng, đến 1-2 triệu chứ không nhiều quá đúng không? Rồi, không nhiều quá là được. Chị ơi, bên em chưa có chi phí chung mất là cái máy móc ấy. Sau này cho vào thuê xưởng đi. Thì là sau này mới cuối quý mới ấy đúng không ạ? Cuối quý mới cần cái đấy đúng không?
cứ xem nguyên vật liệu trước đã. Còn vâng, nếu như bây mà giờ cái là định mình mức nguyên vật liệu này nó đang chuẩn rồi, nhưng mà những cái năm sau, quý sau mình làm ấy mà nó có sự chỉnh sửa thì không được chỉnh sửa trong phần định mức, mà chỉ chỉnh sửa ở trong cái phần lệnh sản xuất lúc mà mình đang lập lệnh. Vâng. Thế thôi. Đó là những cái mà cần phải lưu ý. Vâng, ok, cái đấy em nhớ rồi. Rồi.